gọi là ba đời phải không? Đời sư chú sư bác, mong lớn tuổi giờ nó mất, giờ tới lớp ông già chú, giờ lớp sư chú là con cái sau này nó nghề á. Nghề này thì cha truyền con nói, tức là hồi đó giờ mấy mươi năm rồi, tức là đời giống như đời cha cô, rồi xong qua đời mấy cô, rồi qua đời mấy đứa cháu cô bắt đầu làm rồi đó. Cháu cô ở đây cũng có làm mấy đứa nữa nè, mấy người đây là cháu nè, cháu kêu bằng cô, rồi bây giờ có cháu kêu bằng bà bằng cô thì bà cô làm luôn rồi đó, tức là qua đời thứ tư rồi đó. Là hôm nay cũng gần 40 năm rồi con, 40 năm rồi. Cái ngành nghề này cũng có lâu rồi, nó cũng qua gọi là ba đời rồi con, đời sư chú sư bác, mong lớn tuổi giờ nó mất, giờ tới lớp ông già chú, giờ lớp sư chú là con cái sau này nó nghề á, trong cái tất cả cái nghề nào thì nó cũng có cái dễ cái kia một cái khó, có vất vả, có cái cũng nhẹ nhàng, khó chứ con, khó chứ. Ví dụ những cái này thì những người biết làm mới làm được, còn mà sợ mới vô thì nó không làm nó đâu. Phải học nó lắm bốn năm năm sau, nghe không? Đâu phải ai muốn vô làm được đâu. Nhiều đứa vô cầm cái ba cái nhắc à. Làm cho chú quen rồi, cái cầm như thế này nó quen rồi, cái lượng lá nó quen, thấy không? Cũng như ông thợ dễ mắt vậy, cầm cái cọ lên, ví dụ cái chân mài để nhưng mà nó kéo qua là cái là xong. Ông thợ chuyên môn đụng vô ông kéo nhẹ cái lem đi, hoặc là lên xuống, thế đó. Bây giờ thì chú chỉ quay, cái khâu này là không tay, giờ con qua. Chỗ canh nó trà qua canh cái đúc khuôn á, đúc khuôn ra vô coi ông thợ đến đổ khuôn mới đầu giờ mới qua ngay chỗ gọi là hai gọi là chủ mà đang đục gạo đó, là qua cái khâu đục gạo làm nguội lén, giờ mới qua cái khâu trà này trà giá không đục gạo đổ khuôn giờ mới qua đục gạo cho là mình qua cái động làm lén. Làm lá xong bắt đầu mình nó qua cái chú này là chạ nhám, chạ cho nó láng cái tượng á, nghe không? Chạ láng tượng không mới lên sơn nó mới bóng đẹp được. Mấy chú là đục vậy là câu làm gỗ láng, làm gỗ láng giờ mới qua trong thợ này, chú này giống mới làm mặt mà chú làm sai bắt đầu mới lên sơn mà bắt đầu mới đưa vô cái câu này đấy, câu anh sơn là cái bóng tượng sắp xong sơn rồi, phần sơn xong đó. Đó. Xong rồi cái mình đục đó. Đục cả mới làm nguội.
Làm gỗ là mấy ông thợ đó. Làm mới làm mặt. Làm mặt. Làm mặt là mặt này nè, con không lấy nè. Cái tay như là gắp vô sâu hả chú? Đúng rồi. Cái tay là chú làm sao? Cái tay là làm viên rồi. Tường nào cũng có tay làm viên. Đúng rồi, tay làm viên, không hiểu không? Tại trong khuôn ra mấy con tay nhỏ lúc là bể chân. Đó, cái khâu con làm mặt. Đúng không? Đúng vậy nè. Giờ mấy chú mới đục gạo. Đó, cái dư thì đục bỏ, cái thiếu thì mình mới xét theo nó vô. Mấy ông thợ làm láng, làm láng. Mà mấy cái dùng đồ gì mà trà để cho làm láng? Cái đó mình phải mua giấy nhám mấy con, giấm giải đó. Nó nhám lắm. Luôn cuộn về, về bắt đầu cắt ra. Nó có to nhuyễn, cái nào mình trà đầu tiên là trà to. Xong mới phá to mình xài nhuyễn là. Cái màu trắng là mình đổ lên một lớp này. Cái đó là mình đã làm nguội qua lớp rồi đó. Là cao, hiểu không? Cho nó láng tưởng. Chứ đổ khuôn như này có thấy còn ghê. Khuôn đó là bê tông hay gì? Xi măng, bê tông đó. Thank you.
Thì thật, cô á là coi như là nghề này là nghề của cha ba cha của cô để lại. Cái nghề này cô đã làm từ sau giải phóng tới bây giờ, tức là con thấy đã hơn 40 năm rồi. Nó có tính cách đó là con thấy là mình làm là nó đòi hỏi rất là phải khéo léo, tại vì mình chủ yếu là mình làm bằng tay, mình làm bằng tấm lòng của mình tưởng mới đẹp được chứ. Nói chung thì cô thấy cái nào đó nó cũng đòi hỏi là con người mình làm việc phải có tấm lòng, tại vì mình làm ai cũng làm được, nhưng mà làm sao cho nó khéo, cho nó đẹp, nhìn tượng cho nó có hồn là một chuyện rất khó chứ không phải dễ. Còn nếu mà ai học nghề ra cũng làm được đó, nhưng mà làm có khéo không là chuyện khác. Đó là cái phần cái tấm lòng của mỗi người thôi. Thì thí dụ như giờ mình làm không những là mình làm về đời sống kinh tế của mình, nhưng bên cạnh đó mình làm với cái tính cách là mình làm tượng Phật, đa số là mình làm ở đây là tượng Phật, những tượng mỹ thuật nữa. Thì đòi hỏi là phải làm sao cho tượng, như cô nói là phải có hồn, có sức sống, có một cái như Phật thì phải có hình ảnh là mẹ Phật, phải từ bi. Rồi con người sống phải sống động, mình làm người như người thật vậy đó. Thì ở đây mình phải làm với bỏ để hết sức của mình ra cố gắng để mà làm. Nhưng mà làm thấy tượng chưa đẹp cứ làm hoài làm mãi, chứ không thể nào nói là mình vẽ lên cái mí trên mí dưới là xong một con mắt, không phải vậy. Mà mình làm nó phải đặc biệt hơn, khác hơn những cái hình tượng khác. Theo cô thì đúng rồi, nếu mà này khâu vẽ vô màu thì mặt là khó nhất. Nhưng con nhìn mấy cái bức tượng ở đây con thấy rồi đó, mình vẽ làm sao cho tượng có hồn cho đẹp. Như con đi thử nhiều nơi con thấy rồi đó, thì mỗi nơi nó vẽ đâu giống nhau đâu. Mà ở đây thì tượng đa số là cô vẽ. Mà cô học nghề này thật sự cô vẽ thì cô nói con đã là 40 mấy năm rồi đó. Nhưng mà cô là gốc giáo viên ra mà. Rồi cô vẽ hồi đó giờ với cái tấm lòng của mình mong muốn tượng thật đẹp để cho mọi người chiêm ngưỡng. Mình làm với tính cách là đương nhiên là đời sống kinh tế của mình rồi đó, mình có sống được, nhưng mà đồng thời mình làm với hết tấm lòng. Nhưng mình làm sao đẹp nó ngon rồi mình làm, không phải là mình làm xong mình vẽ như người ta vẽ xong mấy trên mấy dưới mà rồi xong con mắt rất là nhanh, tại mình chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà mình vẽ vậy thì thấy tượng nó không có đẹp, mình phải vẽ đem được tấm lòng vào đó, tức là tự nhiên mình làm với đời sống nên mình thấy mình vẽ cái tượng đó mình thấy nó không đẹp thì mình cứ trao chuốt mãi đến khi nào tạo Phật có hồn thôi, nó còn vậy đó. Thì cha truyền con nói, tức là hồi đó mấy mươi năm rồi, tức là đời giống như đời cha cô, rồi xong qua đời mấy cô, rồi qua đời mấy đứa cháu cô bắt đầu làm rồi đó. Cháu cô ở đây cũng có làm mấy đứa nữa nè, mấy người đây là cháu nè, cháu kêu bằng cô, rồi bây giờ có cháu kêu bằng bà bằng cô, thì bà cô làm luôn rồi đó, tức là qua đời thứ tư rồi đó. Đời thứ tư, đời thứ năm thì mới sanh ra, chưa biết. Nhưng mà cô nghĩ chắc tụi nó theo con ngành này. Đời thứ tư bây giờ tụi nó cũng được trao chuốt, được ba mẹ nó cho ngoài cái làm nghề theo gia đình truyền thống. Thì tụi nó được đi học thêm ngành mỹ thuật nữa, cho tụi nó làm bên cái ngành mỹ thuật thêm, để cho tụi nó nâng tay nghề thêm. Cái nào cũng có cái khó khăn của nó, ví dụ mình khó khăn mình làm. Có những người chủ yêu cầu rất là cao, có những người chủ yêu cầu rất cao mà con làm mà muốn lấy tiền người ta thì mình phải cố gắng. Có khi mình làm rồi đó, mình gắn hết sức rồi mà người ta vẫn chê, thì mình vẫn thấy nếu mà như vậy thì mình phải cố gắng làm sao theo yêu cầu của khách. Rồi yêu cầu mình làm ở đây thì phải nói là có những lúc khó khăn chứ, nhưng khách do nhiều người khó lắm đó. Mình làm là gắn hết sức rồi đó mà người ta vẫn chưa chịu, mình phải sửa nào họ chịu thôi à. Do mình làm với cái tấm lòng của mình, rồi mình không có ngại thời gian. Mấy cô làm ban ngày không sao, mấy cô làm tối luôn, cứ ở trong ngày mòi mòi, con thấy nhà này đã biết bao nhiêu cái đèn, cứ làm đêm làm mãi vậy đó, ngồi làm nào đẹp thôi à. Cái nghề của mình là nó nhiều, nó có lâu lâu đời rồi, nhưng mà thường là nghề cha truyền con nói á. À, nhưng hồi đó thì tôi thấy là do đời ông này không biết, nhưng mà nói chung là nó có lâu đời rồi. À, thì như giờ như hồi đó là giờ
ba chị rồi cái tới qua về tới đời của tụi chị. Nhà giờ cháu chị con của ông anh hai chị đó. Giờ nó đang làm là con rất là giỏi luôn. Muốn nghĩ cũng gần hơn trăm năm thôi. Thì cũng có đó em. Thì ông anh hai chị năm nay ổng là lớn tuổi ông là cũng sáu mấy rồi. Mà em biết giờ bắt đầu mấy chục năm rồi. Như coi như khoảng mấy chục năm nay trở lại thôi, con trăm năm trở lại đây thôi. Nhưng mà mình nói, ý nói là cái nghề này là nghề cha truyền con nói, nó có từ lâu đời rồi. Đó. À, thì ý là mình làm ở đây thì mình thấy có vất vả này như thế nào? Nói chung thì cái nghề mình, em biết có nhiều băng thì mình phải chăm chút, cái nghề của mình nó phải chăm chút, phải đẹp. Ví dụ khi mình làm hoàn thành, nhiều khi bác nói à bây giờ tôi muốn cái tượng này mình làm theo ý giống của khách hàng, thì mình phải chỉnh thêm chút cái số, một số ý kiến của anh ta để cho anh ta, thứ nhất ta thỉnh về người ta cũng vui, mà mình làm thì mình biết được cái khuyết của để sau này mình bổ sung cho cái nghề của mình. À là vậy đó. Là học hỏi thì đúng rồi, trong quá trình của thì mình làm là hoàn tất sản phẩm rồi, nhưng mà có đôi khi có người ta, có người thì cái ý mỗi người mỗi ý, thì mình làm cái chung của mình như vậy, nhưng mà em thấy họ hay có khi họ thích cái này họ vui, họ thấy người thì thích mắt thiền, người thì thích mắt mở, ví dụ như vậy đó, người thì nhìn cho nó nghiêm chút. À còn màu sắc thì mình có thể sơn lại à, màu sắc thì được, ví dụ như thì quan âm đi thì mình nó có cái màu trắng nè, hoặc là màu lam, hoặc là màu vàng, sau này người ta thịnh hành là màu vàng. Vàng thì nó cũng có nhiều loại lắm, ví dụ như vàng Đài Loan. Nói chung là mình cũng đi theo cái trào lưu á, tiến bộ, như là thì theo cái nước sơn nó cũng giống như nó theo tiến bộ. Theo tiến bộ. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như công đoạn là mình khó nhất là như đổ khuôn hay là do mình sơn? Đổ khuôn ha, một tượng thường sẵn thành phẩm á là nó có ba giai đoạn, mà thấy giai đoạn nào cũng quan trọng hết. Bây giờ em phải có linh cốt nè, nên có mà thường cái cốt tượng mình lâu ngày thì nó cũng siêu dẻo, mình thấy có qua một lớp người ta làm nguội áo, xong mà chảy qua một cái giai đoạn làm sơn là dài nhất á, giai đoạn làm sơn là dài. Sau giai đoạn làm sơn là cái người cuối cùng là khâu vẽ cuối cùng cũng quan trọng lắm, tại vì cái người đó vẽ cái tượng nó có vui hay buồn là do cái người đó. Cho nên khi mà mình làm mình phải có cái tâm tịnh, mình dồn cho nó. Thành ra cái nghề của mình nói là Phật giáo nói là cái dạng làm nó mang tính tâm linh, nhưng thực ra trong cái tâm linh đó nó hướng con người ta đến một cái hướng thiện. Tại vì sao? Tại vì ông Phật cũng là sinh mang cốt sắc, nhưng mà người ta nhìn cái hình tượng, ví dụ như có những người khi người ta khổ quá, người ta đến tình nhìn cái tượng, cái tự nhiên trong lòng người ta dấy lên, người ta không có, nó làm cho người ta dịu, soi dịu cái khổ đi, hoặc là khi người ta muốn làm cái gì đó, người ta đều nghĩ đến cái nhân quả đó. Tức là từ cái hình tượng Phật nó mang tính tâm linh, nhưng mà hướng con người ta đến cái thiện. Tâm linh gì nữa. Vậy này.
Cuối cùng